Hi, welcome back to my channel Stats Critical. Ok, và mình sẽ vào tựa game đầu tiên. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang the game tiếp theo. Let's go. Oh!
Ok, let's go. Ở trong tựa game này thì các bạn sẽ có 3 cách trốn thoát. Cách thứ nhất đó là các bạn có thể trốn thoát bằng cái cửa chính. Cách thứ hai các bạn có thể trốn thoát bằng con thuyền. Và cách thứ ba các bạn có thể trốn thoát bằng chiếc máy bay. Chiếc máy bay trên tầng 3 của ngôi nhà ông bà Granny này. Một ngôi nhà khá giàu có luôn. Oh my God. Cứ thế tiêu diệt thôi. Oh
Ở đây thì mình sẽ chọn cái này đi. Các bạn sẽ chọn lựa chọn cho nhân vật của mình xem nâng cấp của gì tốt hơn. Khỏe lên. Wow, cái gì đây? Ở đây các bạn sẽ lên hạn từng level một. Hiện tại mình đang level 4, level 4. Wow. Chỗ này có bí bách luôn. Đặt cái này vào đây đi. Rồi giờ chạy nhanh. Cái này đi. Số lần skin ném thì lúc đó các bạn sẽ ngon hơn. Đó, làm rất là nhanh. Ở đây gặp boss, ok. Oh my gosh, quả đạn vừa rồi quên không tránh né luôn. Hy sinh luôn rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang the game tiếp theo, Slenderia Asylum. Và trong the game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 tờ giấy. Oh my gosh. Wow, và Grandi khá là khỏe luôn. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Trung Quang Rô. Bạn lái xe sau hồi nữa mình nhá. Thank you so much. Bật wifi rồi. Thì mình đăng nhập được. Mình sẽ thử xem. Ozendril. Wifi cũng không được. Lúc thì tựa game này đăng nhập được, lúc thì mình lại thấy như kiểu bị chặn. Không biết lý do gì mà nó cứ bị chặn với lại đăng nhập liên tục. Rồi ok, vậy thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Nabidin Polo.
Okay, det kører. Con đường đó hy sinh rồi. Thế thì mình sẽ đi con đường khác. Số điện khá là kinh dị. Ok, AV luôn. Ok, và tới cái tiếp theo.
Chỉ còn một túi tiền nữa thôi là các bạn sẽ thoát ra khỏi đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ xuống dưới tầng hầm. Cái màn là chắc chắn sẽ ở dưới đây, chuẩn luôn. Các bạn mà chạm vào nó là các bạn sẽ bị nó bắt này. Buộc các bạn sẽ phải trốn vào động đó, đi được khác. Nó lại đi xuống dưới cầu thang mình ra. Buộc nó phải đi đường nào đó. Vẫn đi đường này cơ. Nó khỏi đây. Xem đi thẳng đi đâu. Chờ đi thẳng một lúc nữa. Và sau đó thì mình sẽ đi xuống. Tốt rồi nha. Ok. Các bạn sẽ phải đi đằng nào. Rồi lên cầu. Và sau đó khi lên các bạn sẽ chạm vào cái cửa màu trắng đây. Thì đó các bạn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ tự cầm này. Ok. Tiếp theo đó mình sẽ vào tựa game horror tiếp theo, Granibar.
Okay, let's go. Thank you.
Okay, let's go. Let go. Meet the Smith. Meet the hope. Okay. Okay, let go.
4 bức hình tất cả. Và sẽ phải đi tìm 4 bức hình đó và lắp vào. Xem đây có đường không. Không đường. Quay lại và tìm 4 bức hình tất cả, ok? Không quay lại được. Vậy thì phải có cái gì đó ở đây. Sẽ phải giải mã. Đầu tiên là chữ này, sau đó đến cái này, đến cái kia và cái kia. Để nhớ khó phết. Ok. Đầu tiên là đây. Oh my god. Wow. Đó, và phần đó mình đã qua rồi. Và tiếp tục, bây giờ mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. Mình sẽ đào một chiếc lỗ đây. Xem chỗ đào ở đâu rồi. Ooh.
Rồi, còn lấy đạn nữa chứ. Không có đạn đâu. Này được. Cứ đi xung quanh để các bạn tìm kiếm món đồ, sau đó thì các bạn sẽ bắt những người đang định chơi những trò chơi ski game xong này. Còn nếu mà các bạn để chạy thì đó các bạn sẽ lại phải chơi lại từ đầu, hoàn thành từ cái này. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Meet us, meet you.
can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Let's go. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo. Let's go.
Cái lần mới à? Mới update à? Montescari. Nghe này mới update rồi. Oh my god. Vậy chứng tỏ có thể đi sâu bên trong được. Mình sẽ thử xem nha. Vì tôi game mới update mà. Biết đâu để ngon. Tiến sâu vào sâu bên trong. 1 2 3 4. Biết đâu lại đi sâu vào bên trong. Thử thử thì mới biết được. Ok. Chẳng lẽ đến đây nó lại ngừng lại thì lại vẫn chưa có gì update, chỉ là thay đổi màu sắc của thực hiện thôi. Không biết như thế nào đây. Wow, nhìn có vẻ cũng không khả quan mấy rồi. Thử xem nào. Xem có mở cái này ra không. Không mở ra đâu. Vẫn thế à. Vẫn là một đội đứng đây và vẫn không có gì xảy ra. Tức là mới thay đổi ngoại hình thôi, còn bên trong thì vẫn thế các bạn ạ, vẫn là như thế này. Đến đây là dừng. Wow, oh my god. Ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Cái cửa này nó rộng mở ra rồi. Và nó sẽ có những yêu quái mạnh hơn. Các bạn sẽ phải thu thập những con ma ở ngoài đây. Sau đó thì sẽ thu nhập những con ma khác. Những con ma mạnh hơn. Mình sẽ thử đi ra đây xem nào. Các bạn có thể nâng cấp. Đó, rất là trâu luôn. Để các bạn thu thập được những con ma khó khăn ở trong đó thì rất khá là khó. Và các bạn sẽ phải thu thập những con ma này trước. Và sau đó thì sẽ nâng cấp cho súng của mình khỏe thêm. Thì đó thì các bạn với thu nhập những con ma trâu sức hơn, khỏe hơn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Và lại Freddy 2. Trong game này thì các bạn sẽ phải coi những con gấu làm sao để tránh vào ngôi nhà các bạn. Ok. Hello. Ở đây có đôi 4, 6, 8, 10, 12 chiếc cam. Các bạn sẽ phải coi 12 chiếc cam này làm sao để tránh những con gấu đó vào trong ngôi nhà các bạn. Và nếu nó vào thì các bạn sẽ phải chui vào trong chiếc mặt lạ này để tránh nó vào và nó cắn và nó tiêu diệt các bạn. Thì các bạn phải chui tạm vào. Đó, và tựa game này là tựa game các bạn sẽ phải coi làm sao cả ngày đêm thì những con gấu đó nó sẽ cầm trong. Ok. Và thì các bạn sẽ phải về và coi lại để tìm kiếm xem có con gấu nào vào trong này không. Và mình sẽ vào tựa game tiếp theo, Flight of Freddy 4.
Trong tựa game này thì các bạn sẽ coi như vậy. Nhưng mà tựa game này thì sẽ coi 3 cánh cửa. 1, 2, 3. Và mỗi cánh cửa thì các bạn sẽ phải ấn vào. Và trước khi các bạn bật đèn flash này, thì các bạn sẽ phải đóng cửa rồi bật đèn flash. Thì nó sẽ tạo tiếng động và để cho con gấu đó nó sẽ chạy đi xa, càng xa càng tốt. Cứ đóng cửa bật đèn flash lên. Cứ thế và các bạn sẽ coi càng thời gian càng lâu càng tốt. Hiện tại đang là 12 giờ đêm, sau đó 1 giờ sáng, 2, 3, 4 giờ. Thì thường những con quái thú đó sẽ vào từ lúc 2 giờ cho đến 3 giờ rất là đông. Nên các bạn sẽ phải coi cẩn thận và thỉnh thoảng các bạn sẽ kiểm tra trên chiếc giường này xem đã có con gấu nào vào đây ngồi hay chưa. Và sau đó thì các bạn lại tiếp tục 1, 2, 3. Đó, và tiếng chó đó là tiếng chó mà các bạn mà không coi thì nó sẽ vào khá nhanh luôn. Ok.